Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng phấn khởi về kết quả và ý nghĩa của hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13. Đồng thời, cử tri và nhân dân đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đối ngoại đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Cử tri và nhân dân đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử ngày càng đổi mới, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng. Các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân. Đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, đã tập trung cao công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước ở một số nơi gặp khó khăn, triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, có giải pháp hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tín dụng, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ ngành địa phương kiểm tra, đánh giá tổng thể các nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất, cháy nổ, an toàn hồ đập, an toàn giao thông, an toàn khi tổ chức các sự kiện có đông người, để có giải pháp phù hợp, chủ động đề phòng và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân.